Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về một trong những ngôi nhà thờ khá nổi tiếng ở Tây Ninh, đó là nhà thờ Cao Xá. Nhà thờ Cao Xá tọa lạc khu phố 2, thị trấn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngôi nhà thờ có lối kiến trúc kiểu phương Tây khá đẹp mắt, với một tháp chuông ở giữa, trên đỉnh tháp là biểu tượng cây thánh giá. Khuôn viên nhà thờ khá rộng, xung quanh có nhiều cụm tượng. Bên trái nhà thờ là khoảng sân khá rộng với bức tượng Đức Mẹ Maria và khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhà mục vụ giáo lý được xây mới khang trang, ngoài ra còn có nhiều công trình phụ khác. Sau đây, mình mời mọi người xem tiếp video nhé!